Chào các bạn nhé. Sau đây mình sẽ hướng dẫn mọi người cách khắc phục với cái loại trục máy xới mini mà mình không thể nào mua được cái trục thay thế, hoặc là mình khi mà mình đang cần gấp mà lại không mua được, chưa chưa có trục thay thế ngay đấy. Thì ví dụ như cái trục này, mọi người nhìn này, đây trục này của khách gửi cho mình, nó là cái loại trục này thì nó lại ngoại cỡ, nó khác cỡ, nó chẳng vào cái trục phổ thông nào cả. Cái này thì khách cũng chưa đo nên mình không biết chính xác là loại nào. Đấy, nhưng mà thực tế mà nói là cái trục này thì theo như phán đoán ban đầu của mình là nó không phải trục 23. Đây là loại máy xới 173, loại mà nối động cơ vào hộp số bằng 6 con ốc. Nhưng cái hộp số dưới của nó này nó lại đặc biệt khác. Đấy, nó không giống. Thì khách đã hàn cái này rồi. Đấy, ví dụ như cái đoạn này chẳng hạn này. Đấy, ví dụ như đoạn này nó gãy, thế là anh ta là chỉ việc chập hai đầu lại với nhau và hàn hàn như thế, người ta chỉ chạy được một thời gian ngắn lại gãy. Bởi vì sao? Cái điểm kết nối này này là rất mỏng manh. Đấy, điểm kết nối này nó rất mỏng. Và một điều nữa là loại que hàn của mình chỉ ở ngoài thị trường thông thường của nó là chỉ là loại que hàn bình thường thôi, loại kim tín kim tủng gì đấy, nên cái độ dai nó rất kém đấy. Và cái thứ ba nữa là có khả năng là hàn xong là anh ấy đem đi tôi luôn. Nhìn dấu vết này có vẻ là tôi, ở đây là mình chỉ phỏng đoán thôi, hoặc là hàn không ngấu. Đấy, nhưng nói chung là khi mà ví dụ như cái này nó gãy đôi, điểm này nó gãy đôi mà mọi người cứ thế chập vào mọi người hàn ấy, thì là không ăn thua, nó sẽ gãy. Nhưng nếu như mọi người làm như này giống mình, mọi người chập này vào, tháo hết cái này ra đã nhé, tháo hết vòng bi này, bạc căn này, bánh răng này. Đấy, vòng vi côn này tháo hết ra. Đấy, sau đó mọi người cắt vát của cái trục phía bên này, mọi người cắt vát đoạn này đi. Đấy, mọi người cắt vát đi. Và cái đầu bên này thì mọi người cắt cũng cắt vát như thế này. Đấy, mọi người có thể cắt hai cạnh hoặc là cắt hình chữ L. Cắt hình chữ L. Thế này. Thế này. Đấy. Thì là điểm này mọi người cũng cắt vát. Ví dụ như cái trục như này. Đây. Rồi, hình lục giác. Đấy, mọi người cắt vát cái điểm này này, cái mặt này mọi người cắt vát này, và cái mặt này mọi người cắt vát này, và mọi người đấu so le với nhau. Đấy, đấu so le với nhau thì là nó đối xứng, chính xác gọi là đối xứng. Thì ví dụ như mặt bên này mọi người cắt vát này, thì cái phần đấu trực tiếp vào với nó ấy.
vẽ hơi xấu tí. Đây mọi người sẽ cắt vát đi đoạn này. Đấy, xong mọi người lại cắt vát tiếp đoạn này. Đấy, điểm này thì mọi người sẽ cắt vát đi. Và bên này cũng vậy, mọi người cái thanh đấu vào trực tiếp như này. Thanh đấu vào này. Mọi người cũng cắt vát đi. Mọi người lại cũng cắt vát thế này. Đó. Hai điểm mọi người cắt vát, mọi người đặt so le nhau. Mình không giỏi về đồ họa nên là mình vẽ nó xấu lắm. Đấy, mọi người cắt vát xong. Nếu mà cắt vát hình chữ L này thì khi mọi người hàn hàn ấy, mọi người hàn dòng nó phải ngấu. Mỗi hàn nó phải ngấu dòng tương đối cao chứ không được nhỏ quá, mà không được cao quá. Và khi mọi người hàn, mọi người chạy zích zắc kiểu này. Hình chữ Z. Đấy. Mọi người hàn, mọi người chạy zích zắc thế này, zích zắc này. Ví dụ đây là điểm hàn này. Đó. Đấy, mọi người hàn, mọi người chạy zích zắc này. Tại sao chạy zích zắc? Đấy là trong trường hợp mà mối hàn nó có bị co ngót ấy, thì nếu mà mọi người chỉ hàn dê một đường này, nó sẽ gãy, sẽ có hiện tượng là co nứt, giãn nứt, co lại, nguội nó co lại, nó nứt ra. Đấy. Nhưng nếu như mọi người hàn zích zắc như này, cái độ liên kết nó sẽ cao hơn. Đấy. Và mọi người cắt vát đi, xong mọi người đặt đối xứng nhau thì đằng này mọi người cũng hàn zích zắc này. Đặt đâu nhỉ? Này, mọi người hàn zích zắc này. Đấy. Đây. Ví dụ ở đây đi. Hàn zích zắc này. Đấy, thì độ liên kết nó sẽ tốt hơn. Và mọi người nhớ là cắt vát đầu này. Nếu mà mọi người lười cắt thì mọi người có thể cắt hai đầu thôi, hai mặt này thôi. Đấy, còn nếu như cẩn thận đấy thì mọi người cắt vát hình chữ L. Đấy. Và mọi người đặt đối xứng nhau cũng kiểu như này. Đấy, sau đó mọi người hàn. Mọi người hàn xong nhớ là hàn kiểu zig zag này nhé. Thì nó sẽ rất chi là bền và nó tránh được cái hiện tượng nứt. Đấy, khi nó nguội cái mối hàn, ví dụ như mối hàn trên này là hàn đang hàn ấy, nhưng mà mối hàn này là hàn rồi. Đấy, xong cứ chạy dần thì dưới này thì nóng nhưng trên này thì nó nguội. Đấy, dẫn đến cái hiện tượng là hay bị nứt nứt mối hàn. Nứt mối hàn cũng một phần là còn do dòng nữa. Đấy, và cho chất liệu cái vật thể bình hàn. Đấy, nên là mọi người hàn rích rắc như này thì nó vừa tránh được hiện tượng nứt và nó cái độ liên kết nó lớn hơn. Đấy, khi mọi người hàn xong thì mọi người có thể mài phẳng như này, mài phẳng hoặc là đem đi tiện. Đấy, nhưng mà đảm bảo 100% chạy là không có hiện tượng gãy, gần như là không có hiện tượng gãy. Đấy, nếu như mà mọi người hàn đúng kỹ thuật của nó. À, như khi hàn nhớ là phải bỏ hết những cái bánh răng vòng bi để bạc căn này ra. Là một cái thứ hai nữa là khi mọi người muốn căn cho cái này nó thẳng ấy thì mọi người phải gắn lên, ví dụ như gắn lên một thanh V như này. Đấy, thì cái thanh trục này mọi người đặt ở đây. Đấy, để cho nó thẳng. Còn cái như cái trục này mà nó mà cong như rồi thì chịu, không không ấy được bởi vì nó to. Ngắn không ai uốn được cái này, nó là loại sắt chịu mài mòn này, nó lại cứng nên là không uốn được, mà không ai gõ được để cho nó thẳng.
nên là mà gõ như thế nó cũng ảnh hưởng đến mũi hàn. Vậy nên là mọi người cố gắng nha. Thứ nhất, trước khi hàn là mọi người tháo hết vòng bi, bạc cân, bánh răng. Thứ hai, cắt vát. Thứ ba là đặt đối xứng nhau và căn làm sao cho cái trục này nó thẳng. Và thứ tư là hàn rích rắc rích rắc rích rắc này. Đấy. Hàn rích rắc như thế thì khi đó là cái mối hàn của mình nó sẽ rất chi là chắc. Được. Video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Nếu có nhu cầu thông tin về và hướng dẫn gì thì mọi người có thể liên hệ với mình theo số mình gõ số mình vào đây nha. Số 0978760984 đấy, mọi người có thể liên hệ với mình theo số này. To hết cỡ. Đấy, thì mình có thể hướng dẫn chi tiết cho mọi người. Mọi người nếu mà thấy video hay và có ý nghĩa thì mọi người hãy like và chia sẻ và nhớ đăng ký kênh của mình. Đăng ký thì nó hoàn toàn miễn phí thôi, không có ảnh hưởng gì đến mọi người cả. Đấy, thì khi mình ra video thì mọi người có thể là xem. Hiện tại thì mình rất chi là bận vì ngày mùa rồi. Bên mình chuyên cung ứng vật tư, linh phụ kiện máy sới và bán máy sới. Nếu mọi người có nhu cầu hãy liên hệ với mình theo số 0978760984 để mình báo giá sản phẩm. Và nếu có duyên thì chúng ta hợp tác. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.